tức là sách của Mỹ á, là nó có tính chất là gom tài liệu của Trung Quốc lại và tổng hợp lại thôi, còn nó chưa tập luyện, nó là cái thực tế của nó. Tại người châu Âu họ luyện khí rất khó, họ không thể hiểu được. Bây giờ nói thẳng dụ là Việt nó không dịch được, Việt có Trung Quốc nó không dịch được. Mình nói chỉ dụ mình nói kiểu là đang điền mình hiểu chút chút rồi, cái người Việt mình với người Trung Quốc nó làm như nó cùng một cái góc thì nói nó hơi hiểu, chứ giờ Mỹ mà để cái đăng tiên là không ai hiểu. Dịch tiếng Anh ra đăng tiên là chết. Thành ra thằng Mỹ nó thể nó dịch tới những từ chuyên môn thi công nó đang bế tắc, tức là từ điển thi công hiện nay Mỹ không dám dịch, tại nó càng dịch càng phức tạp ra. Bây giờ tới Việt nó phải đặt toàn là mã hóa, tức là bằng số hết, số 1, số 2, số 3, đặt tên số 1, số 2, số 3, không dám gọi tên. Nhưng mà thật ra cái tên nó ra cái ý bên trong. Cái hình tượng của Trung Quốc là đặt những cái tượng, những cái việc nó có những cái hình tượng đó. Bởi vậy thì mình cái sơ đồ của người của mình là cơ thể là giống như một cái trái đất này, một cái vũ trụ đang hiện ra. Mà cái đó nó mới giải thích hết được vấn đề. Còn cái từ cái bên Mỹ nó không giải thích vấn đề. Bởi vì người Mỹ, cái người mà phương Tây họ muốn đi cái bên ngoài, họ thấy bên ngoài người ta thấy vậy, nhưng mà cái bên ngoài là nó không lộ hết cái bản chất bên trong, giống như cái tảng băng á, ở trên có chút ở dưới nó bảy phần, cái bảy phần nó mới là quyết định, tức là cái rễ cây quyết định cái cây chứ không phải là cái cây. Còn người bởi vậy ở đời nó sinh ra phía là cái dương âm này, bởi vậy phải có người Mỹ và có người Trung Quốc, người da trắng người da vàng, hai cái hệ phái đó để nó tạo ra cái kiến thức con người, nếu mà có một cái không được. Hôm nay mình nói chung nói cái bữa hôm qua mình nói về dịch số rồi. Cái đó nói về coi số mạng con người trên căn cứ 60 năm. 60 năm tức là bốn mấy cái đó nhập là một là con người nó đi theo cái vũ trụ. Cái đông phương học nó lấy cái đó làm chuẩn. Chứ bây giờ nó dựa đâu? Thời gian không có gì không có. Nó dựa như cái tinh tú để nó làm chuẩn để nó đo. Cho đo thời gian và sức khỏe con người. Cái đó là những cái nhận thức ngày xưa. Nhưng mà cách cái bài thứ hai trong cái bài đó nó có bài chữ đại đạo. Đạo mình giữ là con đường, giữ chung là con đường, đại đạo bây giờ giống như cái lý thuyết trong sạch trong thiên nhiên, nó có một cái quy luật không ai cãi được, tức là đạo, nó nói đạo, tức là mỗi thứ đều có một đường đi, nó không có ai mà quy định hết, tự nó có. Nhưng mà cái những con đường đi đó là của toàn vũ trụ này, nhưng mà đối con người thì mấy ông nào cũng nghĩ con đường đi nó là con đường nào. Ông đã kết luận không nói là người là tổng hợp của khí, tức là người mình là khí tạo ra, tức là vô không có thành có, khí tạo nó mình, tức là khí cha khí mẹ tạo nó mình vậy thôi. Bây giờ cái muốn tập cho khỏe, muốn không bệnh tật, nó gốc nó nằm đâu? Mình để ý trong đó có chữ trung, tức là thận, xong tới gan, tới bao tử, cuối cùng là chữ tim, tim là cuối cùng. Thì đầu là thận, cuối là tim. Nhưng mà trong cái tư tưởng con người á, là tim đứng giữa, là cái tâm người nè, giữa người mình ở dưới là đất, trên trời tâm nằm đây. Do đó tất cả bệnh do tâm mà ra. Nói câu vậy, tức là con người nếu mà để như cục thịt sống thì không có chuyện xảy ra hết. Nhưng mà sanh ra cái tánh người, sanh ra cái tánh người á, thì nó có chứ thú nó không có cái tánh đó. Nó chỉ biết độc bệnh là nó nhai chút nó xả ra thôi. Con người bị cái đầu đối phó, dù là tìm phút tay phút bắt cũng lung đó, đó là cái tâm. Từ đó là cái đó vậy, khi mà trong khí công nó đặt hai vấn đề, nó hay nghiên cứu hai vấn đề. Thứ nhất là phổi và thận, phổi và nè, thận và tim là hai vấn đề là tâm hỏa, thận và tim. Thứ hai là tứ tưởng là dính tới là phổi và gan đó. Hai cái này nó đặt rất là lưu hoài. Mà thận tim là tim này nó nói là gốc của bệnh là thân ra này. Thành ra trong tất cả tài liệu con nó nhắc tới năm thằng này hoài. Những cái đó mình khoan đi sau. Bây giờ bắt đầu cái bài hôm nay mình nghiên cứu về cái cách tập khí công của cái này của người xưa nó tập khí công đó. Khí công là mình theo cái nghiên cứu về tài liệu của người xưa để lại, người là chỉ do khí sinh ra. Bây giờ luyện cái khí là khí này luyện cách nào, thấy không? Thì mình thấy là vật chất này. Nó sanh ra ý thức thì nó phải có vật thì mới có cái tức là mình nói gì khó hiểu, giống như ha, cơ thể mình bây giờ là ở mẫu giáo,
vật cơ thể vật chất mình là mẫu giáo, mình đọc sách mầm thì mầm đây là một cái lý thuyết, nó là ý, tức là như là cái thần cơ thể bị cộng cái này. Thì năm thứ hai mình lên lớp mầm, tức là cái vật chất mình hồi trước từ mẫu giáo nó trở thành mầm, thế nó cứ theo cái là vật chất là ý thức, vật chất nó thành xoáy tròn vậy, cái vật chất rồi ý thức vật chất tập nó đưa con vật người lên tới đỉnh cao nhất đó, cái ý này mới hiểu ra, tức là vật chất sanh ra một cái lý thuyết giống như viết thành sách, cái sách này rồi cái thằng này nó đẻ nó tìm ra một cái nữa, nó ra một cuốn sách mới nữa. Giống như lớp một mình lớp một lên lớp hai lên lớp ba mình học văn hóa như từ 10 năm thì mỗi một năm mình lấy sách lớp này mình đọc, cho một sách mình đọc hết để mình nâng cái thể xác mình lên một cấp nữa. Lớp hai cái thể xác là thể xác lớp hai, mình đọc sách lớp ba mình nâng thể xác lớp ba, đó là cái đó nó nói rõ. Cái này khó hiểu nhưng bắt đầu mình hiểu là cái đó là tinh nha, khí thần. Bây giờ giải thích ba cái này là cái gì. Tinh giống như là cái thể xác mình đây, thần là cuốn sách sao, khi mình đọc cuốn sách này mình thành một cái tài năng là khí đó, nó ra nó rất dễ hiểu rồi đó, thấy không? Nếu mà tiếp xúc dở thì cái tài năng mà dở mình cứ lên dần, là lên lúc 12 mà tất cả cái này điểm đạt nhất hết thì cái thần mình cao nhất, mình nhỏ nhất đó, nó là đi về cái hiểu liền, hiểu tinh cái thần vậy. Bây giờ cách luyện cái này trong cơ thể mình, cái này là về văn hóa, khi mình học văn hóa là từ mẫu giáo lên đại học thì nó có cái nguyên tắc này là mình hiểu rồi đó. Giờ nói cái khó cho kinh thiên thần khiến cái tôi là cái tài năng của ta, tức là skill đó. Nếu mà học tiếng Anh khi mình đọc cuốn sách, cái mức tiêu thụ của não này và thực hành được thành công tốt hay xấu, mức tiêu thụ nhiều ít là nó gọi là cái tài năng người đó, sau 12 năm sẽ thành. Thì khí công nó cũng giống vậy, cái đó là luyện não của mày, 10 năm mày thành cái trình độ đại học, đúng không? Cái đó là luyện cái não thôi. Người có hai phần trong đạo gia, nó nói là cái đầu, cái não và cái xác, thấy không? Thì cái xác cũng phải giống cái này vậy, cái trí khôn mình học theo cái tấm này thì xác cũng theo cái này. Thì xác nó có chín bậc, đầu đây nè, chín bậc nó ghi rõ này, chín bậc. Cái từ nó đọc rất là khó hiểu. Thứ nhất dưỡng sinh, cái này đề chữ dưỡng, cái này thứ nhất là đề chữ là hàm dưỡng bao nhiêu cái đó ta không biết. Thì giống như mẫu giáo mà là học các cái căn bản, nghe không? Nó đề kệ cha nó hàm dưỡng bao nhiêu thì giống như cái lớp mẫu giáo mình đây nè. Thì bây giờ phải lấy sách này đọc sách khí công gì đó, nó phải nâng cái cấp lên cấp 2. Bây giờ cái cấp 2 là cái gì? Bây giờ mình thấy để ý như này. Căn bản á, là mình đã học là chân, tay, cột sống, tạng phủ, não, phân tách hết các cái cơ thể ra. Mình học cái căn bản là dưỡng sinh đó, cái bảo quản, bảo dưỡng. Là loại là hàm dưỡng bản nguyên, tức là bảo dưỡng đó, cái gốc vận động đó. Chính là cái mình đang học, mình đang trong một cái con phải dạy cho người ta. Là tất cả cái đi đứng nằm ngồi có lại tôi phải, đúng không? Đó, đi đứng nằm ngồi trong người có bao nhiêu phần và phần chính khiếu chính 12 tạng phủ rồi da thịt gân xương, nhưng mình nhờ cái ngoài chỉ có da thịt gân xương tủy, đó là cái cánh tay mình. Còn trong tạng phủ 12 tạng, não có não, cuộc sống có tủy, hết rồi, không mẹ gì nữa đâu, nó phân tách. Bây giờ bỏ quản cái này, cái gọi là hàm dưỡng bản nguyên. Bây giờ cái câu thứ hai là an thần tổ khiếu, cái này tức là khi mình bảo dưỡng nó phải lấy cái gì nuôi nó, tức là phải thở đầy đủ để nuôi nó. Thành ra lúc mình tập là thở bình thường nha, không được thở. Thở bình thường là làm cái gì? Tại sao là thở bình thường? Mình lại hồi nãy mình phải tìm ra cái lý luận là tâm là cái cuối cùng của thận. Cái này nếu mà nó dao động nhiều thành bệnh, thành ra người thở đều không nhiều bệnh đó, cái bí mật đó. Thành ra bây giờ tây y cũng nói là huyết áp đó, nghĩ chưa? Mà nó không hiểu tại sao nó cứ đo huyết áp để nó kết luận cái sức khỏe con người. Mà bên trong phương mình á, cái tâm á không dao động, tức là cái thở đều, là cái thở đều đây nó không phải là cái hơi thở, mà cái tâm người đó yên tĩnh là cái bệnh. Nó hay vậy đó, nó không theo cái thằng tây phương đo huyết áp tâm, mà biết thằng đó tâm tĩnh là cái huyết áp nó bình thường, nó hay vậy đó mà nhiều người không để ý. Bây giờ nếu từ sáng chiều mà cái tim của mình nó đập nhanh á mà luôn bình tĩnh thì mà ít bệnh lắm. Nếu nó rồi thế nào? Do đó những người mà bệnh á, hầu như là cái tâm không ổn, cái này nó cao hơn của thằng tây phương chỉ biết đo cái gốc gây cái này là cái tâm nó, chứ không phải là cái mạch máu lên xuống. Cái tâm con người nó gây ra bệnh. Cái tâm này nó gồm năm loại:
cái tâm này, cái tâm này chung chung này nè, cái tâm này là cái gì, tức là bây giờ gan nó có nóng tánh không? Đó. Rồi bao tử nó, tức là nó được ổn định hết năm cái tạng này không, năm tạng không ổn định thì tim nó đập nhiệt dữ dội lên liền, tim đập nhanh lên liền, tức là cái tâm này không ổn định là do gan tăng cái từng là nó làm cái dao động người ta lên. Thì bây giờ phải kìm cái này mới chữa được bệnh chứ không phải lo cái huyết áp. Đó, đầu tiên giai đoạn 2 là an thần tổ khiếu. Cái tổ khiếu đây là cái gốc gây ra. Nó hay vậy con, thứ nhất bây giờ ta phân loại cơ thể người ra mấy cái các bộ phận bao nhiêu, tìm ra chưa? Bây giờ mình bảo quản vật chất là cho nó ăn uống đầy đủ cho mập béo và lao, mập béo và đạt. Phần 2 là chức năng làm việc của nó. Một cái thứ gì chức năng làm việc là phải đều. Cái làm lúc nhiều lúc ít là không được. Bởi vì những người mà vô quân đội nó khỏe hơn cái thằng mà tùm lum qua đường. Rồi là một, đó là quân đội, một thứ hai là một sinh viên vậy. Nó khỏe là hồi nó đi học, đúng giờ làm là hết. Cái sự đều. Nó tìm ra cái gọi là kiểu trung. Trung là sự đều, cái điều đều bình. Mà mày tìm hiểu tất cả những cái gì mà đều vĩnh viễn hết. Có gì lên sụt rồi. Mày thấy cái sóng biển không có dài quá. Đặc biệt bằng cái râm. Mà toàn ngoài biển lúc nào có đều. Cái sóng cái gì? Thế nào nó cứ lên xuống âm dương đều hòa mạnh nhất, chứ không phải là lên như thế này rồi lên rồi luôn từng đôi nó luôn luôn đều nha. Bởi vậy sóng đều mạnh nhất nó, thì nó là tâm đều mạnh nhất, nó tìm ra cái này. Tại cái này chính là hành sinh, nó tìm ra cái mặt hành sinh, tức là cái gì? Thái cực luôn. Ồ hay chưa, bây giờ phải lấy cái này chiếu xem hình cái dòng thần thái cực chạy đâu đó. Mà người ta không có hiểu, thành ra gọi là tổ khiếu. Thành ra giai đoạn 1 phân tách các cơ thể ra, bồi dưỡng bảo dưỡng cho nó tốt, sau đó phải thở đều. Thành ra khi ta chậm dậy không đó, không cho người ta thở, những cái thở đều bất cứ nào là cái giai đoạn 2. Ngày thứ hai là ăn thần khiếu này, là mà lúc ăn nó gọi là cái ăn thần khiếu này là mình đừng có nói cái gì hết. Khi mình thở đều một cái là khi mình thở đều có cái gì là nó tập trung, bởi vì mình tập luyện này hồi cái gì mày quên hết xung quanh những cái buồn phiền đó hết. Nó hay cái là tự nhiên nó tập trung, chứ không phải cố ý tập trung. Mày cố ý tập trung không được đó, mày cứ chú ý công việc lên là nó tập trung. Nó hay cái gọi là cái hay của khí công là đừng nghĩ tới nó mà có, tức là mình nghĩ muốn tập trung thì không có, nhưng mà làm công việc cho tốt tự nhiên nó tập trung. Thành ra con người khi tập khí công nó hay dở nhất là cứ tập trung đi là sai. Làm công việc cho tốt đi thì nó có thử tập trung. Đó là âm dương trong suy nghĩ con người. Con người muốn điều A nhưng không có, không muốn thì có à, tức là bây giờ mình muốn tập trung tử thì mình làm công việc cho tốt. Nhiều người nó nói mà làm soạn bài muốn tập trung rồi, con nhớ tập trung từ một cái thở không tập trung nữa. Thành ra cái người luyện nó có cái dở, cái dở của người luyện là cái chỗ là tà đạo, muốn nhanh mà không được là vậy đó. Hiểu cho ta vậy thì trong này nó rất nói rất là rõ này. Bàn môn tiểu thuật rất nhiều, dễ học khó thành đó, nó câu gì phải hiểu. Mày lạc nguyên tắc bây giờ tập trung là mày sẽ giỏi, mà đó là mày tìm ra cái nguyên tắc, nhưng nó không giúp mày được gì. Mày tắt nó ra khỏi cái thực tế là không có được sự việc trên đời nào mà tắt ra khỏi thực cái gì nó một khối hết á. Mày tắt ra là hư hết, bởi vì khi mày tắt ra nó chết liền. Nhiều người mà gỡ tim nó chết liền, để yên vậy thì nó có sự vận động thì mày quản lý nó được, mà tắt nó ra là chết. Thành ra cái phương pháp muốn tập trung tư tưởng là làm việc đi là tập trung, chứ không phải tắt cái việc tập trung nó luyện rồi cho cái thể xác nó làm việc. Đó là cái phương pháp nha, mà muốn vậy thì thở đều, đó là phương pháp là nó gọi là, mà khi làm được như vậy là hấp được thụ được khí thiên tiên, tức là mày giống trời đó, nhưng nó gọi là hấp thụ khí thiên tiên. Đó là cái câu thứ hai, an thần tổ khiếu là phải hiểu trong sách tính mệnh của chị đó. Thứ nhất là bảo dưỡng, tức là bảo dưỡng này mình phải ăn uống đầy đủ cho các cơ thể ăn uống này, rồi bảo trì nè, bảo trì của cơ thể này. Xong thứ hai mình thở đều cho ta, thở đều. Bước thứ ba là cái chỗ mà cái gọi là tập tràn khí huyệt này. Tức là cái bụng mày là gốc của sinh ra mày, phải tất cả đang cái chỗ này là trong cơ học bên Tây phương nó gọi là trọng tâm. Cái tất cả sức mạnh của người nó nằm ở trọng tâm. Bởi vì một cái vật thể nào cũng để một cái chấm như cái vector là cũng thấy không? Thì cái bên Tây phương nó cũng thấy cái này thì khí công nó gọi là khí đang nơi tụ cái
tất cả năng lượng tao cũng có một điểm nó ầm đó. Thằng Mỹ thì hiểu nó là sức hút trái đất, còn thằng Đông Phương đó là tất cả năng lượng nó nằm ở cục đó. Tức là cái này là hố đen vũ trụ, người hút tất cả năng lượng người chứa đó, cái này hố đen. Bên này nó còn cao hơn, tức là tất cái năng lượng dư thừa cấp đó, mất gì cũng gấp, nó có bù âm dương. Do đó cái bụng dưới mình đó, là cái não thứ hai của người, chứ không phải cái não về, cái não này não thật, cái não từ đầu đến não ảo đó, nó tìm ra cái đó. Mình suy tính ở dưới đây. Dưới đây là cái gì? Bụng dạ. Cái hay chỗ cái thằng Đông Phương, cái thằng Tây Phương nó thấy cái vật chất không à, cái não này những cái gốc nó nằm ở đâu, nó nằm dưới bụng dưới nè. Mà chính là cái người mà hay quên là phải chữ cái này. Dưới này bụng dạ tính toán, dạ. Chứ là phải cái đầu. Nghe không? Cái câu nó rất là chính xác. Cái bệnh mà hay quên bữa già mà ý chữa này chữa không? Dưới đây. Chữa này mới đúng. Vật chất là vật chất hết á. Cái não là cái sản phẩm vật chất mà. Bởi vì cái thân thể mày học toán lớp 1 sang năm mà cái lý nó có trước là cái toán lớp 2 nó lôi cái xác lên cái xác lớp 2. Thành ra cái não là có sau mà sao mày chữa cái não trước đâu. Cái gốc nó đâu? Nó nằm bụng đây nè. Mà khi mày đẻ ra cũng là cái bụng, tức là cái cuốn cuốn là cái cuốn những cái có cái hộp tròn này, nó nở thành hai tay chân mày lại cái đúng. Nó tìm bí mật ra mà nó không, thiên nhiên nó cũng hiểu vậy. Tức là cái thứ ba là tập lúc nào phải tập cái bụng. Tất cả cái sức mạnh mày xô ra cũng tụ ở bụng, thử mày xô cái gì cái rờ nó cứng nhắc. Thành ra thằng Tây Phương nó nói là sức mạnh con người ở sức nặng con người nó nằm ở trọng tâm. Mày nói về vật chất khí lợi lực, còn tao khí con người cũng nằm ở đăng điền, hai thằng giống nhau không thằng nào khác đó. Là thứ ba tức là con người ở bên Đông Phương mình, mọi suy nghĩ bắt đầu từ bụng, không phải ở đâu, không phải ngay ở đó, chứ không phải là cái não. Bây giờ tình dục nhẹ mình, cái não làm xuất tinh chứ không phải là cái bộ phận sinh dục cả đâu. Nếu thằng nào có tình dục là hiểu đi, mình suy nghĩ bậy là dưới nó muốn bắn ra mà, chứ đâu phải là bị chặt mọc. Bởi vì cái thần thủ dâm nó phải nó nhìn mà nó bắn ra. Cái não mà thằng này nó xuống nè, nó làm cái não sạch hoạt động. Giống như thằng mà nó mất cái đó nó dễ dâm như thường. Mẹ nó lại nó còn cười nó vẫn còn. Chắc đây vẫn còn gặp gái cũng mê, tức là mấy thằng cắt óc chuyện tin nó vẫn gặp gái cũng mê mà. Thấy không? Thì thằng này quyết định chứ không phải cái não nha. Đó là cái ý thứ ba là mọi suy nghĩ, mọi lực về vật chất á, về sức mạnh mày phải từ đăng điền xuất ra, thằng đánh võ mà trong chuyện với chung từ đăng điền đánh ra. Đó là cái câu thứ ba là tất cả mày tập mọi cái gì suy nghĩ mày phải khởi động từ ở dưới bụng mà ra. Cái não thứ hai ba đó là cái vần thứ ba, là thứ ba là tập tàn khí huyệt. Nó khí huyệt nó có gì là cái skill của mày nó nằm ở đăng điền, cái tài năng mà ví dụ dưới bụng chứ mình luyện lâu nó nằm đó, giỏi dở nằm ở đó. Đó là cái ý thứ ba. Thứ tư là thiên nhân hợp nhất. Bây giờ khi mình tụ được ở đây thì biết xài cái này, biết tụ lực ở đây thì bây giờ mọi cái lực mà xuất phát về, tức là mọi khi mình biết cái gốc nó nằm đâu thì tất cả mình lên là tọa độ 3D mình sử dụng. Đó bắt đầu lòi cái này, tọa độ 3D đâu, bây giờ mình lực mày phải lấy gốc từ đây là cái bụng. Bây giờ mình xô cái gì mà lấy cái điểm zero này mình làm tọa độ 3D này sẽ tìm ra cái lực mạnh nhất. Này ví dụ xô nha. Thấy không? Cái này là tâm thì nó là cái lực tổng hợp, cái vector tổng hợp từ là cái tâm điện ra nó chĩa lên tay ra. Còn mấy cái lực trong biết tổng hợp nó sẽ làm cái lực nó, khi con người xô cái gì thì rõ ràng từ cái trọng tâm nó ra cái cơ tổng hợp R đây. Còn mấy cái tay chân cộng lại là cái này là cái gốc, mà cái này gốc cuối cùng là gì? Nó xuống đất. Nó qua hết hệ thống xuống đất, cái tọa độ nè, cái góc định tiến xuống nằm đây, nằm đất, tất cả lực đều chạy về đất. Nên là trong Đông Phương nó gọi là đất, là góc của vật chất, còn trời khí ở trên này, đó nó tìm ra. Cái thứ tư là bây giờ khi mà tìm ra cái này, thì tất cả luyện tập luyện khí công phải lấy cái góc ở đây, đi đứng vận chuyển, lấy góc đây một chỗ. Bây giờ khi mình kêu cái này nặng. Nha, để đây gần đây nó nhẹ, nhẹ thôi, lấy năng chuẩn này, lực cũng vậy, suy nghĩ cũng phải về đây hết. Thì ở đây là cái bộ khí mình đập là bốn góc,
nghiêng bên phải, nghiêng bên trái, khi nó tụ tụ bốn thì khi nó hội nó mạnh lên cái đó. Hay cái gan mà khỏe, cái phổi mà khỏe, cái tim mà khỏe, thận khỏe bắt đầu đó, tức là vận động nhiều bắt đầu đó, đều đặt cái chuột ngay cái bụng thôi. Thành ra khi con người ở đây nó trong cái giai đoạn thứ tư là thiên nhân hợp nhất, là lúc nào mà muốn khỏe là phải muốn khỏe gan thì cái trọng tâm nằm ở đây, muốn khỏe phổi thì trọng tâm nằm tái, muốn khỏe tim trọng tâm nằm cái gan cái ruột, muốn khỏe thận trọng tâm nằm đây. Chỉ vậy thôi, cái đứng để đó bắt đầu nó suy nghĩ, bắt đầu xuất phát cả hết những cái lý. Bởi vậy khi mình nó nằm dưới đây thì nghĩ tới tình dục, thận nằm như này, bộ phận dục như này, tụ đây ngồi nó đòi, bây giờ mình muốn không tụ đây mình chạy ra nó mất. Bởi vậy khi cái mất nó có bài tiếng ngọ lưu trú và mẫu dậu cho tiên pháp, là khi mà đòi tình dục nó đưa khiến đây mất. Thành ra mấy người mà ngày xưa nó luyện cái này là nó không đòi tình dục nữa, là cái bài đó là bây giờ mình thực hành cách nào rất là dễ. Bây giờ buổi tối cùng từ buổi sáng 3-5 giờ bộ phận sinh dục mình nó cương lên, nó cứng ngắc mà nó chưa có lợi dục, thì mình ngồi dậy nha, mày đưa nó từ đây nè, chạy lên cái động ngực, lên cái đỉnh đầu, bọt xuống qua động ngực này xuống này, để thở ra một cái 32 cái mất hết dục rồi. Là nó đương tiêu, nó tìm ra cái bí ẩn vậy đó. Thành ra những người tu tiên nó không, nó đi tu nó không có ham dục là một. Thứ hai là cái vật, cái đầu mình là cái ở dưới, và cái đầu gì giả là ở trên, thành ra dưới là không được xuất tinh. Đó, tìm ra cái bí mật nữa, cái gốc của lực nó mày xuất mẹ hết chết, không được xuất tinh, thành ra sẽ không chết. Tại xuất tinh là hiện tượng truyền giống, nói rất rõ là truyền năng lượng đi con, tại vì nó sợ chết nó phải truyền nó năng lượng, thế anh ấy nó lưu thì con cháu để nó chết đi. Thành ra nếu mà xuất tinh vừa mong nó mong chết, tại muốn có người khác sanh thay mày. Thành ra cái bí mật thứ hai trong cái luyện khí lăng điện này, nếu mà luyện ở đây đừng cho xuất tinh thì sống lâu khỏe. Thành ra những thằng mà ít xuất tinh khỏe đó, chứ không phải là như Tây phương xuất tinh nhiều là chết đó. Nó tiềm năng thứ tư là kim nhân hợp nhất, trời và đất là muốn sanh ra là phải giao cấu, không giao cấu thì đâu có sanh, cứ ở dài hoài lâu chết. Nó tiềm năng thứ tư, bởi vì cái loài nào mà ít giao cấu nó sống lâu lắm, ít giao cấu hoặc là đúng giờ nó giao cấu có giờ giấc nữa, nó cứ nằm. Đó, cái đó là lo đó khi tu tập nó tới cái bài tụ khiến mình là bài thái cực quyền, bài này thái cực khí công để làm tụ khiến mình. Còn cái bài mà dưỡng sinh là các cái bài mà căn bản khí công mình hấp thụ thiên thiên là mình thở đều, và hấp thụ thiên thiên thở đều đây là mình thở theo nhóm đốc mạch. Cái thở của thiên thiên mà nó phải thở người, là phải thở theo nhóm đốc, cái nó sẽ học và học tụ khiến mình. Tam điều nguyên nguyên là cái giai đoạn thứ năm này, cái năm là tức là cái này là nó theo 10 năm đó, đây 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, 6 năm, 9 năm hay sao? Thành trong khí công hay là 9 năm điểm tích. Thì cũng giống như là học lớp 12. Cái từ bên trong ngày khí công nó giống như là cái từ hồi xưa nó không có như lớp lan, nhưng mà nó đặt cái tên nó theo cái cấu trúc luyện tập thôi. Khi đi bắt đầu mà luyện dưỡng sinh là mày phải bị hiệu, tất cả các bộ phận mày phải bảo quản nó xong. Rồi mày phải thở cấp oxy, bởi vì lúc tập phải thở đủ đừng để nó tăng, nó dao động tim, nó dùng tập cho nó chờ nó, ví dụ dịch tim có 5 cái cơ phải đủ máu đủ gì nó mới yên. Ngày là mà làm nhanh đó là tim làm nhanh rồi, thành lúc nào tập cũng duy trì để cho nó 5 cái cơ nó căng hết, mỗi tim cũng đập đều này. Đó là giai đoạn hấp thụ tiên thiên đó. Giữ tiên thiên xong, khi tiên thiên xong nó về khí nó dư, tại mình căng ngưng xả nó dư thể chứa ở đăng điện thôi, nó hố đen mà. Để chứa thì phải thu tụ khí lên được. Tụ khí giờ biết sao, giờ muốn xuất ra thì sao nè, để đây lượng đẩy ra nên có cái lực. Mà tụ khí xuất ra là xài giữa trời đất, mình lấy là trời của trời như một xúc của trời ra để tay. Bởi vậy người ta giải thích rất khó, người ta hỏi tại sao ta đẩy ra đây đúng. Tưởng tượng một cái là cái bây giờ ta hỏi này, khi mình ngó này mình biết cái tay mình số bao nhiêu lực không? Tự nhiên mình cầm đúng à? Biết cái này bằng vàng mình cầm nó rớt xuống này. Cái não mà hiểu sao? Mình thấy cái não không, khi nó thấy là nó xuất đủ trọng lượng bằng cái này liền, thì mình cầm rất là nhẹ nhàng. Bây giờ cái này nếu ta biến cái này thành vàng, mình cầm nó rất cái bông liền, cái não mình tưởng là cái điện thoại, lấy điện thoại tôi làm một cái cục vàng ha, tôi mạ giống như đưa mày cầm không được, mày cầm nặng quá, nó thấy cái não hay không?
Do đó kết luận nó thành khiết công luôn. Trước khi làm gì não xúc ra lực, lực bằng cái đó này, tức là để ta suy nghĩ nó ra này, nó ra đây, cái tưởng người kiếm ra người kiếm này. Tại cái não mà không tin cái tin cái luật đó thành là bị sai. Người tập đang làm cầm sắt thì tại sao cầm được liền đây, cầm biết cái này trong ra. Tao đoán là cái não nó hay vậy. Như cái này bằng sắt là tao cầm được rất là bằng xuống liền. Do đó cái suy nghĩ người ta nó tạo ra, nó có lực. Nghĩ một là nó một, đúng luôn, không sai. Thì đó nghĩa nó có khí như này là đúng. Đông phương nói đúng, mà tây phương nói sai, nhưng mà tây phương tao hỏi thằng tây phương mày muốn cầm cái này mày phải trong não thì xúc nhiều cầm này mới đúng chứ. Thì bây giờ tao tưởng tao cầm sát thì tay tao phải xúc ta bằng cái này chứ. Cái mũi suy nghĩ của tao nó cũng đa bằng cái đó cho mày biết. Bây giờ tao tưởng cái này nè, tao cầm này bây giờ tao tưởng cái này nó nhẹ như cầm đố được, nó nặng chịch lên cái này. Cái tay người ghê đó, cái não nó nhanh gì đó, ngó cái này biết cầm đúng rồi. Mà cái này bằng thủy ngân nó nặng cầm lên bứt bầm vẽ kiếm lên. đó là khi tụ khí rồi đó là cái thái cực bây giờ xuất khi cái tụ khí là tới giai đoạn thứ tư thứ năm kiền khôn nhau cống là cái này là thành đơn, tức là mình tìm đơn là gì, bắt đầu mình biết trong người có năng lượng biến thành cái đơn là đang bị điền, đơn là cái năng lượng trong người, mình biết trong người có năng lượng, tức là mình từ ba khí này có năng lượng này, ba khí bắt đầu tin trên đời, năm thứ năm bắt đầu hiểu trong đường có khí mà biết cái cục nó nằm đâu. Bây giờ về khí có tay là cái tưởng là số ba khí ra ba khí. Bây giờ trong bụng tao nè, tao nghĩ tao đang cái bao tử nó đang bóp thịt, nó bóp thịt, tao nghĩ bao tử nó đang ăn cháo. Không tin bữa nào mình tập tới bài mình chỉ biết cái nào mình tự ăn cháo rồi bụng nó biết được. Nó ăn thịt cái bụng nó ra, dần dần nó phân biệt ra ghê lắm. Bởi vì trong bụng nó có gì nó biết, gì giống vậy thì vẫn biết, nó bị chạy mình không quan tâm nữa. Khi tới năm thứ năm cái khi mình tụ khí đang đều, tức là cái khí nó do năm tạng nó tạo ra, gan nó tạo ra can khí, nó tạo cái năng lượng của gan, thành ra khi mình muốn nó thì không thể kiểm soát được. Tại mình cấp khí cho nó là tao nuôi nó là tao chỉ huy nó được. Tại tao tập một thức gì kinh của gan để cấp khí cho gan, tao nói gan sẽ nghe, tao nói gan nghe tức gan gan nó biết gì nó báo cáo tao liền. Tại tập trong của nó, nhân dân viên của tao phát lên cái tin tao liền, và tao biểu nó đi ra nó đi được. Đó là hay, do nó nhiều người không để ý tại sao cơ thể mình chống được bệnh lại. Tao nuôi nó, tao nuôi nó không phải bằng ăn uống mà tao nuôi bằng khí trời đất. Ăn uống là cái bình thường của trời đất, là hậu thiên để nó nuôi cái thác thân này thôi. Còn cái sự làm việc tao chỉ đạo cho mày làm việc, tức là tao sai việc biểu mà đi ra vô là tao thiên khí nó sai mày này, chứ không phải là vật chất nha. Nó mập béo được, bây giờ mày cũng mập béo, nhưng mà tao trả lương mày đi, cái lương mày là tiền thiên khí, trả tiền cho mày là mày cứ nghe. Còn mày tự tôi cung từ có cấp tới mày ăn uống hàng ngày, tôi cho đồ ăn uống hít thở là đúng rồi, ra mày rồi, nhưng muốn sai mày đi thì phải cấp lệnh tin thông tin, cái thông tin đưa cho nó, thông tin là nó cao hơn, tức là khí tức là cái skill của tao, tao luyện hoài tao sao khí mày được. Giống như cơ thể mình là con chó gặp xe mình nuôi nhà mình không chạy, tao có biết vậy, mày phải luyện cục đá đập bắn rồi nó làm được cho miếng cục thịt, thì sao cho thịt nó ra lượng đá vô vậy, cơ thể vậy. Nhưng mà phải có quy luật tập, thành ra những cái bài tập ông thầy đã làm sao điều khiển được cái đó. Bởi vì tao nói chuyện ngón tay này, co lên mày thấy cắn được không, cắn không để nữa mình suy nghĩ căng là chỗ này nó khi máu tới đi, để cho tưởng tượng căng cái máu tới đi, đó giống vậy thôi. Thế mà còn khi mình tập mà không quan tâm tới, không suy nghĩ gì tới là không có gì. Thành ra cái hành động trong khi công, khi tôi làm gì phải cho đang xô hay gì chứ để vậy nó có gì, vì tao xô rồi khác, như tao vuốt mày nó khác, tao đập mày cái tay khác, cái tay nó sẽ chuyển biến giống như tao nói hồi nãy, muốn cầm cái biết là cái biết cầm cái này tới đây đó. Thì nó không, người mà không làm chúng nó sẽ bị nhập ma, tập thiết công mà không có hiểu sẽ nhập ma. Làm cái gì, cái hành động như cái bài dịch cân kinh như vậy, dơ lên này là phải có sự chạm này, có sự căng cơ, cứ không làm gì mình đi làm gì, mình biết có căng cơ đi căng năm lợi lớn, năm lợi lớn có điều khiển hơn nữa thì ấn như thế nó có đường căng cơ đây này, tức là tao thấy máu huyết từ đây nó luôn thông tốt, đó là hay chưa? Nó có khoa học á, mình cái này nó lấy huyết nhưng mà thực hành phải hiểu là vậy đó. Thì cái giai đoạn khi mà khi nó dư năng lượng nó cấp năng điện thì tụ khí,
tụ khí mình nghĩ tới là nó hoạt động thì nó giống như tình dục vậy, nghĩ tới nó là cái kêu nó hoạt động. Khi mà con tập thuộc bài rồi, cái tiếp theo là phải cảm nhận. Cảm nhận, phải tập cảm nhận, bởi giờ là hai luyện khiếu, luyện skill. Tức là mày học toán gì mày phải làm, mày cắn thử, mày không thao làm mày gì mày dở qua. Ông thầy dạy xuống trường 2 về mày không lấy 8 mày tập giả nó không vô mày nhóm được. Thì giai đoạn 1 là thuộc lòng, giai đoạn 2 test lại. Test thử nó làm được không chứ. Việc làm gì thế nó có 5 cảm giác hiện ra không? 5 cái cơ hiện ra không có, mày không có luyện mày chết, mày học làm gì. Thật nhiều người nó theo học cái công nó không có hiểu, nó cứ vô vơ, nó chờ đó, mày không có chờ, mày phải có ý chứ. Chứ giờ vô lớp nghe ông thầy giảng bài phải tự giỏi nè, mày phải luyện, mày lấy cái kiến thức này ra ứng dụng ngoài đời có này sao chứ. Cái tay cái gì mày làm gì mày ứng thì nó có căng này không, ông thầy nói gì mày ứng không có căng, mày cứ tập dây mày tập cái gì á. Nhiều người nó tập nó không hiểu là vậy đó. Bởi vì khi con là môn kiến thức, người có kiến thức nó hiểu được. Giai đoạn 1 thuộc lào đây. Giai đoạn thứ 2 thức ngột nó làm cái gì, nó căng từ đâu đâu hiểu không? Không, giới là thứ hai căng từ đâu đâu biết không? Mới thứ một nó điều khiển cái gì? Nó làm cho cái da tươi ra, vệ khí, sức một là vệ khí. Nó làm cho cái da mày cái độ nhạy cơ thể, bởi vì thức một mà tập cái độ nhạy tăng lên mày. Mà cái độ nhạy đó là cái gì? Là cái da mày được sợ lạnh sợ nóng mà. Cái thứ hai là ỉa mày điều khiển hơn là thức thứ hai. Thức thứ ba mày ăn mới biết ngon, mày không thèm luyện. Mày tập thức thứ ba mày coi nó hôm nay ăn ngon không chứ mày bỏ luôn hả? Thức thứ tư mày thấy bây giờ là cái đồ ăn đó, nó nhuyễn hơn là không nhuyễn không? Thức thứ tư là cái lá lách đó, nó tiết hóa chất làm cho tăng thức ăn đó. Mày ỉa một miếng đồ ăn là cái lá lách không có tốt, phải kiểm tra chứ. Sau đó là thức thứ năm là tim mày nó đập đều chưa, nó tại khi nó đủ vật chất thì tim nó không làm việc nhiều nữa. Tại vì mấy thằng kia nó làm hết rồi, thằng phổi nè ỉa ra là thải chất độc ra rồi, rồi không oxy vô đủ rồi thì tim đâu phải làm việc nhiều. Nếu mà thiếu oxy tim phải nó hút oxy vô, có nhớ tấp đập đều rồi là thức thứ năm mới ngon lành. Bốn cái thằng đầu nó ngon thì tim sẽ làm đập đều, và tim đập đều thì bắt đầu là cái ruột non nó phải đưa đồ ăn để đi khỏi tim, phải ép nó chứ. Tại cái tim nó muốn có máu thì phải thằng ruột non cấp đủ, nếu cấp đủ phải đập nhanh thì nó kéo máu vô, nó đập đều là ruột non có. Mà khi kéo máu vô nó phải nướng ra đồ ngoài đá. Là thức thứ bảy phải đái được. Người ta mình thấy nó đái đều à, chứ không nếm tiểu, tức là nó không đái nhiều. Ngủ một đêm tí sáng nó đái lần thôi, còn có nếu mà đái ít rồi có chuyện. Mà đái ít thế nào tim sẽ đập nhanh, thằng nó sẽ tối ngủ được. Đó mấy thằng cha già tối ngủ đêm, cái ngày đi bắt cái xong ngủ được. Là ra liền á. Mà khi mình đái không được, tức là thận nó không lọc nếm tiểu được, rồi thận yếu. Nó ra là thức thứ 8. Thứ thứ 9 mà thận yếu làm được thì tim đập mạnh thì cái bắp thịt tim nó yếu, nó bị dễ bị vọt bẻ, làm quá nhiều đi là đột quỵ tim. Mà khi tim nó làm không nổi thì nó không, tim là nguồn gốc năng lượng sự nóng, người nó không nóng đều là tam tiêu không có nóng. Khó học lắm, là ba cái điểm của cơ thể không nóng đều. Tại cái tim là nó tốc năng lượng toàn thân, giống như là ánh nắng nó rọi hết toàn thân không có đủ thì nó nóng đều. Nóng đều thì cuối cùng đã cái gì? Là chỗ nóng chỗ lạnh thì gan mật nó lạnh rồi, nó đủ máu, gan thì chứa máu mà. Giờ máu không có lấy gì ta làm thì gan không chứa nổi thì gan làm việc nhiều nó khỏi ngủ. Nó có di chuyển rõ ràng lắm. Khi mình hiểu đó ra thì mình thấy là tất cả con người nó đều có cái hệ thống nó ăn cơ nhau. Đó là thì lúc đó là khi mà nó đó thì bắt đầu khi thứ năm xong là mày bắt đầu luyện tới tỉnh khí công này. Tỉnh khí công là gì? Là cuộc sống. Thì hôm nay tỉnh xong mình còn bắt đầu nghiên cứu cuộc sống. Bây giờ mình nhớ lại cái bài dịch kinh kinh, nhớ lại nha, cái giờ của nó 3 tới 5 giờ. Thức thứ nhất dịch kinh kinh đó, là 3 tới giờ là phổi dần nha, mẹo dần, mẹo thiền tỵ ngọ mùi thân nhậu tốt. Cái này thức 1, thức 2, thức 3, thức 4, thức 5, thức 6, thức 7, thức 8, thức 9, thức 10, thức 11, thức 12, thức 1, thức 2. Theo cái này là 12 thức kinh kinh. Cái này là 12 kinh. Hồi nãy thì mình đang 12 kinh này là mình tập giai đoạn 1 là động công.
Bây giờ cái này là mày lấy từ ở ngoài lấy vô, ngoại khí, thái khí, tiên thiên vô để mình cấp cho vô người. Như hồi nãy tất cả nó về tụ ở đăng điền hết. Nhưng mà đăng điền là cái chỗ là giống như là cái chỗ là nó báo thông tin lên thôi. Còn nó chứa trong cột sống thì tay nó phải vô cột sống hết. Tay chân nó đều đưa khí vô cột sống hết. Thì bây giờ cái giờ dần này cái khí nó vô nó nằm ở đâu? Bắt đầu nghiên cứu này. Bây giờ cột sống con người cái khí nó kia mà mấy cái giờ này. Giờ dần khí nằm ở đâu? Rồi người ta bài kế lại. Nó gọi là bài này. Đây này, thời khí độ. Đó, bắt đầu nó dính cái đó. Bây giờ nha, coi thời khí độ nó này. Bây giờ mình coi con người mình khi tại khi ban ngày là tay chân nó vận động. Nó đem khí vô. Đêm tay chân động thì khí nó vô cái nào, nó vô cái cuộc sống. Ban ngày thì vận động. Bây giờ không vận động không có khỏe, thành phải tay chân cứ khi vận động để đem khí vô. Khí vô nó sẽ vô trong điện này. Nhưng mà đang đêm tay không vận động khí vô, muốn vô trong điện phải lấy cuộc sống hay cuộc sống nằm ngang như này, nằm ngang thì khí nó vô đây, nó cũng đưa trong điện lên cái bụng nó nóng. Còn ban ngày hai tay chân mình vận động là dịch thần kinh. Ban đêm chính là tỉnh khí tâm, tức là trong thế tỉnh nó cũng hoạt vận động khí, thì khí bắt đầu người ta tìm ra nè. Khi nằm bây giờ mình tưởng tượng cái xác thân mình là nằm đứng này, bây giờ tôi vẽ cái đầu người ra. Khi nằm á, bây giờ cái bình chai đứng đi mình phải bích đích chứ, không đâu, vẽ đích sao? À, bây giờ nằm xuống, bây giờ thấy cái lọt áo không á. Trước khi nằm xuống phải bịch cái lỗ đích lại, thành ra khí nằm đây. 10-11 là giờ này giờ tí á, khí nó nằm ở vị lưng để bích lửa đích lại không trùng. Nếu không bích thì khí trời đất vô mà xịt mẹ đứng chân thì sao không nó phải bích này. Tự nhiên trời đất nó gọi là khí tụ vĩ lưng này, phục vĩ lưng ngay vậy đó. Giờ mày bình thường cái chai mày đang để vậy mình lật xuống thì bích cái đất làm thôi cho nó xịt nước ra, bình đích trước thì là tìm ra cái lý. Thứ hai là chỗ này âm, bình đích để cho nước không ra. Và khi mà muốn khi nó đầy là phải mở nắp, thì cái này phải 12 giờ trưa rồi. 12 giờ trưa là giờ ngọ ở đây, tức là bắt hội là nước nó sẽ đầy đến đây, đổ tới cuộc sống ở đây đến đây. Cái này 12 là giờ tí, bây giờ tí ha, rồi sửu, dần, mèo, thìn. Thì đó mình thấy từ ban đêm nè, nó sẽ qua cái này, tí sửu dần mèo thìn tị, nó ngọ nó sẽ đi vô giữa trưa nó lên đỉnh đầu nó bắt hội 100 cái dương. Thời lúc nó nắng lắm thì dương rất là nhiều, là phải là 12 giờ trưa thôi, còn thật âm là buổi là 12 giờ đêm thôi, là làm ở lô đích không ai cái đó. Bây giờ tìm mình lý luận ngày xưa nó chỉ biết vậy thôi, bây giờ nó mới để ý nè. Khi mà cứ 2 giờ nó xoay dần, mà cái này là theo cái luật âm dương mình á, chạy lên xong nó chạy xuống, nó chạy lên 4 lần đó. Thì cái giờ nó giờ cái giờ khi giờ tí là vĩ lưng, giờ tí của bên kia là cái gì, có chuyện bên kia là gì, nó ra này mật nằm đây mật đó. Bây giờ lấy cái này cái mình cắt được đây, thì lúc mà ban đêm á, mật nó làm là cái thằng vĩ lưng nó cấp. Nếu mà thằng nó cụt tay cụt chân, thằng này lấy khí nó luôn mà. Cái này là trời nó săn rất là hay, nếu thằng này cụt tay cụt chân nó vẫn luôn nó rồi. Khí nó lấy đây, thì nó phải ngồi nhít cái xung quanh, tức là con chó thì quẩy luôn, làm khí nó vô. Thành ra nếu mà mình, cái mật mình yếu á, thì mình nháy đuôi mình ngủ được. Nó ổn cái đuôi á, nháy ngủ được. Là cái giờ tí giờ của mật, à, nó giảm đau, bị chó mà rắc đuôi là nó vui mừng hay là nó buồn khổ là cái đuôi hết, tức là cái tánh tịnh của mình đây. Thì cái đó thức thứ nhất, thức thứ hai nè, nó tới thận, giờ sửu nó là cái giờ sửu. Bây giờ cái này mình lấy con thú để mình nhớ không, chứ mình nhớ cái này dễ lộn lắm. Giờ sửu là thận, nó tới thận đường. Thành ra người là 1-3 giờ sáng, người đau thận là 1-3 sáng cũng được. Họ hỏi mày thằng sùng xin giờ nó ngủ được, giờ nó ngủ được, thành ra nó mất sức. Thành ra cái thằng đau thận tới 1-3 giờ đêm mà nó nhức lưng rồi nó thận xuyên nó chạy đâu được hết, nó lòi ra cái hôm nãy giờ khí nó nằm trầm đường. Cái huyền khu là cái khúc giữa trên cái thận, chứ là huyền khu là 3-5 giờ. T
tí xuống dần cái giờ 3 giống giờ là cái giờ của phổi. Thành ra khi phổi mày lạnh mày lấy cái hợp, lấy cái gì mày dán cái sau bát ngay cái huyền khu là cái phổi nó lạnh. Con này cho dưới đây này. Không tin là đấy ha, đang lạnh phổi lấy tay mày để sau lưng mày lấy cái hơi nóng để đẩy kịch này hết hết lạnh vậy. Lót cái lưng cái giọng ẩm này.